Dạ, Thái xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn. Thái xin kính chúc quý ông bà cô chú cùng anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt tại cánh đồng xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay là Thái tiếp tục đi ra thăm đám nghệ nghe cô chú anh chị. Thì hôm nay các chú từ thiện có một chuyện rất là buồn, thì mình cũng xin chia sẻ đến quý ông bà cô chú nha. Thì lúc sáng á, thì các chú từ thiện khoảng 3 giờ sáng, các chú từ thiện đi thăm để là canh nước đám nghệ. Thì không ai có một chú từ thiện để chiếc xe đầu này nè cô chú anh chị, đây để chiếc xe trong đám nghệ luôn. Thì không ngờ có kẻ gian nó đột nhập vô mà nó lấy chiếc xe của chú. Thì chiếc xe của chú là chuyên để đi làm từ thiện, có để là chạy tới chạy lui, chẳng hạn như là chú làm từ thiện phía Nam này, rồi chú các nhà tình nghĩa, các nhà tình thương, nhà tình nghĩa, có chiếc xe để là vận hành đi tới đi lui. Nhưng mà không ngờ kẻ xấu nó đã đến rồi nó lấy luôn chiếc xe của chú. Thì cho nên là bây giờ là hiện giờ là ngay trong ngày hôm nay thì chú không có xe tới lui nha cô chú anh chị. Thì cái chú đó thì quản lý đám nghệ này chung với chú Mừ để làm trung tâm để là phục vụ cho bà con. Thì nghe chú nói cũng rất được là bắt chiếc xe mà cứu được cái đám nghệ này, chú cũng rất là mừng cô chú anh chị. Thì hiện giờ thì cô chú anh chị thấy miền Tây mình đó thì mùa nước lũ thì lũ nó đã rất cao rồi. Thì hôm trước thì đắp lên 2 bao, thì bây giờ là tiếp tục đắp nữa, đắp thêm 1 bao nữa là 3 bao đó. Thì chú Mừng với là chú Năm là đang là chuẩn bị là đi canh nước để là đắp lại nghe cô chú anh chị. Đây là nước bị lội, thì hai chú là chuẩn bị là canh lại những cái giọt nước lội không cho nó vô nữa. Cái này là mình dặn 2 miếng cao su luôn hả chú Mừ? Dạ. Đó thì ban đêm á thì chú Mừ với chú Năm là phải là đi canh nước lội đây. Thì hàng ngày nước lội nó vô vậy đây. Ngày đêm luôn. Ngày đêm luôn là phải đi canh ngày đêm. Là phải thức sáng đêm chia nhau canh. Thì một đêm á thì hai người là canh hai giác nghe cô chú anh chị. Các buổi sáng với ban đêm. Đó thì chia nhau canh. Thì khoảng 4 tiếng đồng hồ là phải đi canh mọi một lần. Nhưng mà hồi sáng là không ai, chiếc xe của chú Năm là bị mất. Sao mà mình bị nó lấy chiếc xe hả chú Năm? Để đi canh nước không giữ rồi nó lấy. Rồi nè. Mình canh nước rồi, mình đứng trên xuồng mình trống ha. Cậu xe thằng kia đó. Chỗ nãy mình chỉ cô chú anh chị. Đó rồi chú Năm đứng trên xuồng như vậy nè. Thì giống từ đây lại lỡ lần kia. Dạ. Đó đang canh nước coi nước chỗ nào mỏi đang biết đang đắp lại nhưng mà đi lại kia vừa tới kia rồi quay đầu lỡ thì ở đây là mất chiếc xe rồi. Không biết là nó canh mình hồi đời nào đó hả chú Đông? Nó thấy mình làm mỗi ngày đó rồi nó canh rồi nó canh đó. Ngày đêm chia nhau làm nghe đây là nước mỏi nó mỏi vô vậy nè cô chú anh chị, là bắt buộc là phải canh hoài. Canh á thì cũng ngoài luôn. Hai lớp cao su luôn rồi á ha. Hai lớp được. Dạ. Đó thì hôm nay á là có vẻ là nó sẽ ổn hơn rồi đó cô chú anh chị. Cứu quá tiếng rồi. Hôm nay là nó ổn hơn rồi, do là nước nó đã phân độc rồi. Nó không còn lên nữa. Rồi mình bắt cái xe vậy buồn chú Năm? Buồn cũng hơi buồn mà. Buồn gì vậy? Buồn cũng hơi buồn mà. Thôi mắc rồi thôi chứ làm gì vậy? Tí chung đỉnh ha, rồi xe đâu mà đi làm thật sản. Từ từ tính tiếp hả? Thì xuống chuồng nè, mình đi canh gì vậy? Đi canh Năm à? Vậy bơi đó, vậy đây nè, đó. Đó, bơi gì nè. Đây tới đâu đó hình như là dạ. nó gần của mình hồi nào tới giờ tháng sau á. Dạ đó là lại đây chừng 5 phút chứ gì. Dạ nó ở đâu nó canh sẵn á mà mình đứng trên xuồng mình nhìn không thấy chiếc xe mình nặng hả?
đây chiếc xe để đặng đó cô chú vậy, thấy chiếc xe đó không? Đó, thấy chiếc xe đằng đó nó sát bên vậy đó, mà nó lấy hồi nào là không hay luôn đó cô chú vậy. Dạ, thì chiếc xe của chú Năm là chiếc phu chờ nghe cô chú anh chị. FE. Phu chờ FE. Nó cũng khoảng 30 mấy triệu. Thì giờ đó khoảng 5 giờ hay là 5 giờ không chú Năm? 5 giờ mấy à? 6 giờ. 5 mấy giờ thì sáng đó ha. Ừ, giờ mà thấy rồi. Thấy rồi hả chú Năm? Thấy rồi. Dạ. Nhưng mà mình không để ý là đó hay sao, mình có thấy nó chạy ra gì không? Tôi thấy đâu, tôi cũng dòm đó rồi sao mà không thấy. Vậy đó hả? Mình cũng dòm ngược ngược lại đây mà mình không thấy ha. Nó chạy ra đây nè, chạy lên đó. Nó chạy ngược lại về đây ha. Với ai nữa nó chạy mình cũng không để ý là xe của ai nữa. Thì nó quăng đèn nó còn ngủ. Dạ. Đèn nó chưa mở cửa. Thôi mở cửa là tôi lậu chảnh rồi. Đi. Như bữa nay cũng khiến. Tại tôi kêu ông Lâm đi từng. Tối bữa nay tôi đi xịt nhẹ đâu mất cái xe. Dạ. Bữa nay đi xịt nhẹ nè. Đi làm từ xe thiện mà mất chiếc xe rất là buồn á cô chú. Không có xe đi. Không, không có xe đi chứ không có gì, không có xe đi. Hả? Dạ. Cái xe là cái vỏ à? Dạ. Không có xe đi rồi sao mà làm? Bởi vậy, bởi vậy nè cô chú anh chị, khi mà nước nó rỉnh như vậy chơi và làm từ thiện mất xe đồng đạo gì chơi cự hoài chết luôn. Nước nó rịnh vô vậy nè, thì chú Năm á, thì bất bụng là đi canh nước á, là phải đi đè lại. Đè lại gì không đó. Đè lại cho nó không có bị xì nước vô. Đó, ca ông nào ấy lội. Dạ. Cái ca lội thôi à. Dạ. Thì ở ngoài này á, thì chú mừng đi xuồng. Đó, đi xuồng vậy đây. Đó, còn ở trong á, là ngại nè. Đó. Thì máy á, thì hổng gài á, là phải rút liên tục. Cho nên là cái chi phí... cái chi phí cô chú anh chị nó cũng tốn kém. Thì hôm nay thì cũng mình cũng live stream hai hôm trước á, mình cũng có chia sẻ với bà con, thì cũng có một ông anh ở Mỹ một anh ở Mỹ cô chú anh chị, thì ổng cũng có ủng hộ một số tiền là để chú mừ làm cái chi phí đang là mua xăng với mua cao su với một số để cho anh em ăn uống đồ đó. Thì hôm nay thì mình tính bàn giao cái số tiền cho chú Mừ, thì lại hay tiếp tục là chú Năm là bị mất chiếc xe nữa. Ừ, thiệt tình nó khổ. Mấy ăn trộm này ác, ăn trộm đồ của ai, không ăn trộm đi ăn trộm đồ của mấy ông từ thiện. nhà sập rồi bềm leo, nước ngập thì tới luôn. Nước lũ dâng cao thì bắt xe luôn. Nước đó thì chú Năm hàng ngày chú Mừ ơi đưa cái đít vô ơi, đưa cái đít con vô cho con lên cái để nó chèm hả để nó chèm đi chèm không không chèm á trời ơi nè cô chú chị thấy không, mấy ông rất là vất vả đi canh từng buổi vậy đó mà nó nở lòng nó lấy chiếc xe của ổng vậy đó. À, nước nó gỉ gỉ vô nè, rồi bắt đầu là mấy chú phải đạp phải dầm ở mép ngoài. Thì đây là những cái công nghệ, thì nói chung ra thì ngày năm nay á, thì bị nước ngập rất là nhiều, thì phụ thuộc vào công nghệ này nhiều lắm hả chú Mừ? Phụ thuộc vào công nghệ này để thu hoạch. Làm thuốc là nhiều lắm luôn. Thu hoạch đang có cái đúng rồi mấy này áp thiệt chứ. Đây có hai lấy đây có mình. Dạ. Đây. Nó tạo lỗi nó lát. Dạ. Không ở ngoài chân á, cũng ấy tôi. Thì mấy chú hôm qua tới bữa nay mấy hôm gài rất là cực khổ của cô chú anh chị, vừa canh cái đập này, vừa canh cái đê này. Rồi vừa phải là thu hoạch nghệ nữa, nghệ nó ngập á, nghệ bị vàng á, bị nước ngập cho nên là mình phải thu hoạch chứ để thì phí của bà con nó gịnh vô vậy nè chú Năm, phải đi dẫm đạp hoài vậy đó. Đó gịnh vô rất là nhiều đó. Thì hôm nay thì cũng mừng thì có một cái anh ở New York là có hỗ trợ một số tiền là để mình tiếp tục làm cái công việc này á chú Mừ. Dạ. Thì nói chung thì cũng nhờ cái sự đóng góp của bà con, thì hồi năm rồi thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân
đã đóng góp, đợi chú mừng là làm xong cái chương trình thuốc nam của chú nguyên một năm. Thì năm nay nói chung tình hình dịch bệnh đồ nó cũng khó khăn, thì chú mừng cũng cố gắng là để là duy trì cái nhà thuốc ga viên của mình, là để là giúp cho bà con. Chiếc xe mình thì một người bệnh thì cứu được một người, nhưng mà đám nghệ này cứu được nhiều người lắm hả chú Nam? Dạ, đám nghệ này nói chung ra thì cứu được rất là nhiều người, nhất là những người bị đau bao tử rồi cô chú anh chị. Bà con uống rất là tốt, cho nên là sinh lúc nào cũng liên tục, cho nên là các chú là phải giữ để là có cái lượng thuốc để cho bà con đó. Cái nào nước nó rỉnh vô vậy nè. Dạ, miếng nào cũng trúng kìa. Dạ, miếng nào cũng trúng hết. Dạ, đây nè, nước nó rỉnh vô vậy nè. Thì ở ngoài nó phải dẫm đạp, rồi phải là canh máy liên tục, không cho máy nó ngưng, để là rút nước ra liên tục. Dạ, hôm nay nó là 7-8 ngày ha. Ừ, không đó. Dạ, coi như là quay máy châm dầu cho nhất là vậy hoài. Dạ, vừa đủ chạy hoài. Nó cái đầu kia hình như đỡ hơn đầu này chú Năm. Đầu kia xì hơn đầu này phải không? Dạ. Nói chung quy là chỗ nào cũng gì hết luôn. Chỗ nào cũng xì hết á. Nhưng mà mình phải rút liên tục nè. Nước bên ngoài nè cô chú anh chị. Kính phần nước có cái dịch trên rồi. Nước mới có phần đồng mà. Đi ra nè. À. Dấu đó. Làm dấu đó hả? Ừ. Làm dấu có đó, cái chỉ đó ra vậy đó nha. Ừ. Dạ. Dạ. Nói chung là niệm Phật không ấy. Dạ. Nhờ Phật độ chứ. Mà không. Nhờ Phật độ. Không độ mình đâu có đi xuống mé mà bọn ác đấy kìa. Dạ. Ô nhà trước mà chở trời Phật rồi nó giữ được cái tu giữ được cái gì ra. Tôi không biết sao mà nó giữ được đó. Dạ. Không biết sao mà mình giữ được cái đê vậy luôn đó hả? Chắc có lẽ là nhờ chú Năm đó quá. Chú Năm quá nhiệt tình. Khó dữ vậy không? Dạ. Thức đêm thức hôm nghe cô chú anh chị để canh nước. Có chiếc xe chạy đi làm mấy này nó cũng lấy nữa, nhiệt tình đó. Mà nhất khăn là có ở trầm và qua con 16 á. Dạ. Những ngày đó nước nó lên cao. Coi như là từ 12 giờ là tôi dầm với nước gì đen. Là tới sáng. Sáng về sáng ăn cháo ăn cơm rồi ăn cháo rồi là làm cái như tối ngày luôn đó, một ngày đêm đó là ăn tôi là không có cái bình lỏng không á. Dạ. Cái bữa đó nặng. Dạ. Nó bị nước lên nhiều. Đó, mình canh rồi cho mấy bữa đó mình sốt luôn hả, đi chích thuốc luôn hả chú Đông? Đi chích thuốc xong rồi. Qua rồi tới giờ cái mắt của nữa. Đi chích thuốc xong rồi về là phải chầm nước nữa cô chú anh chị, sợ nó bể đây. Thì bây giờ đi về á thì hằng sáng lại là buồn nữa. Là chiếc xe nó bị mất nữa. Trời ơi, thiệt tình, mấy này nó không lấy của ai, nó lấy cũng mấy chú. Thì lấy cũng không tự tiện. Trời ơi, chú Năm bắt đầu ổng liếp một cái lỗ đó nữa kìa cô chú anh chị. Ngày hôm qua đó có một cái thằng nhỏ nào không biết nữa. Nó đi trên cái đê này từ đây lên kia. Ông chú Năm ông quỳ ông lại nó luôn á cô chú anh chị. Trời ơi, công đắp lên được như vậy là chắc giả lắm rồi. Thằng mà nó leo lên đã tuột xuống trên nó kêu ầm ầm nó đứng nó dòm. Trời ơi. Tôi chạy ra tôi trời ơi, tao lại bay đê bọng như phá lanh trơn. Tôi lại nói chứ tôi có la nó không dám la luôn. Không dám la luôn á ha. Trời ơi. Đó la đây nó nóng rồi mình đi về nó lôi ba mình xuống hết. Nó tuôn hết luôn á ha. Dạ. Đang nỉ anh. Thôi mình đi vô trong cái chỗ chiếc xe mà mình bị mất đi chú Năm ha. Chú mừng rồi. Mình cũng xin nhắc lại cái công nghệ này là thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, do chú mừng quản lý. Thì lúc sáng thì chú Năm là đi canh nước, là để chiếc xe cái chỗ hai chiếc xe đang dựng đó cô chú anh chị, ý là sợ đó, không có dám để ngoài đường đó, để đây nè, rồi đi xéo qua đó đó là canh cái đường nước lúc nãy mình chia sẻ với cô chú anh chị đó. Đó thì ổng dựng xe đây, ổng lỡ đẳng thì ổng vừa quay mặt lại thì chưa được 10 phút đó thì nó đã lấy chiếc xe của ổng rồi. Đây là chiếc xe phu trợ FI nha cô chú anh chị, để dành là đi làm thuốc nam. Xe mình dựng đây hả chú Nam? Sáng nó chạy xe thứ dữ này bánh bụng. Chạy xe thứ dữ rồi xe mình dựng chỗ nào? Xe mình dựng bên đây luôn. Tất nhiên là chiếc xe chú Nam ông dựng đây luôn nè, ông sợ mắt.
ông dựng tới cái đường nước này chạy qua không được nè, phải không? Có cái đường nước này là không mất chiếc xe nè. À, không có cái đường nước này là chú Năm ông sẽ chạy lại cái chỗ chú Mười đó luôn đó. Thì cho nên là bây giờ là chú Năm rất là buồn, hiện giờ là không có chiếc xe nào là để đi làm từ thiện hết. Thì sáng bây giờ thì được không, chú Mừng chạy chiếc xe đánh bự nè. Dạ, nó chạy vô đây rồi nó quay đầu luôn á, hai thằng nó chạy ra ngược luôn ha. Ừ. Dạ ông Mừng sáng nó chạy xe nó dữ luôn đó, chạy xe ông Mừng nói ông chú Năm nói là chạy xe bánh lớn luôn mà mình không để ý không thấy luôn hả chú Năm, đứng bên đó nhìn qua không thấy luôn hả? Để cao. Dạ, thì đứng qua bên kia đó cô chú anh chị thì khuất đám ngại đó, thì đảo lại đây thì không thấy luôn. À, thì tội chú Năm đi làm từ thiện mà lại hết ngập má mừng, chưa mấy thời gian tới nữa. Dạ, chưa gì hết rồi tới nữa rồi. Rồi bây giờ là ngày hôm qua là ngày vàng là mình nhổ rồi mình đem về rửa xong á. À đang rửa xong có anh em cô bác ra trồng hợp tác với mình. À. Trồng cho mình ngày vàng. Dạ. Và bây giờ là năm nay nước lớn nó ngập cái này nè. Dạ. Rồi mượn cô bác đầu đào lên nuôi luôn vài trăm bao. Mình cũng có nhiều rửa. Dạ, dạ. Rửa lần này á. Dạ. Tìm dấu tích ra vậy chú Năm? Tìm dấu tích coi nó có trốn trong đây không hả? Có dòm nó ngại xuống cũ. À, ngại nó xuống cũ. Nó mắc xe mắc chứ cũng lo lo thuốc nam dữ lắm rồi cô chú anh chị. Rửa trong đó. À, bây giờ là đang rửa trong ha. Dạ. Dạ thì thôi bây giờ mình đi trong để chia sẻ với bà con là ngại mình thu hoạch được bao nhiêu rồi mình rửa trong như thế nào ha. Rồi bây giờ mà cô chú anh chị cùng đi với mình đi vô cái chỗ rửa. Thì khi mà trồng như vậy rồi thì cô chú anh chị đâu phải đem về không đâu, phải đào lên. Đào là phải vài trăm người. Rồi về rồi phải rửa, phải phơi khô. Phơi khô phải sắt ra, bào đó. Bào xong rồi á là mới xay nhuyễn mới quấn lại thành viên. Rồi thêm mật ong nữa nghe cô chú anh chị thì làm thuốc nam này là nặng nhất là cái tiền mật ong. Dạ. Mỗi một tháng là khoảng bao nhiêu can mật ong rồi chú ơi? Tháng là 3-4 can đó. Dạ. Tháng có 4 can khó đó. Dạ. Tùy tháng làm ít làm nhiều ha. Nhiều. Như tháng này là ít nha. Dạ. Mình lo bể đây không có làm được đâu. Dạ. Một can mật ong là khoảng 3 triệu thôi chú ơi. Ừ, 2 triệu ngoài 3 triệu. Dạ. Đó thì bây giờ mà cô chú anh chị cùng đi vô cái chỗ rửa nghệ với chú Mười với mình nghe cô chú anh chị. Đây là toàn bộ những cái nghệ mà nó bị ngập nước đó hả chú Mười? Dạ. Dạ. Nước anh em ta trồng á, trồng cách đây vài cây số á, trồng cho mình đó. Dạ. Rồi ngập nước rồi mình thấy tiếc quá đào. À. Đào về đổ ở đây đang rửa. À. Chuẩn bị rửa, giờ chuẩn bị máy móc đồ đặt đồ rồi cho rồi. Dạ. Rồi cái sáng rồi có sự cố. Dạ. Sáng cái chú nằm quay á, ông đi từng tra nước lên ngoài đó. Dạ. Lên cái từng ngoài bọn ác lấy tiêu chiếc xe. Dạ. Rồi sáng giờ lo chiếc xe không ra rửa không được. Dạ. Rồi tới giờ rồi lỡ chiều rồi không có được cái này nó trễ rồi đó. Dạ. Mai tiếp tục rửa. À, chắc làm không kịp, bữa nay làm không kịp. Dạ, ngày mai tiếp tục rửa ha. Dạ, dạ bao nhiêu nghệ này là nó khoảng là bao nhiêu bao rồi chú Mừng? Cái này có trăm rưỡi bao. À cái này là nghệ vàng không đó hả chú Mừng? Không ạ, à, mà đều dạ. Non. Dạ hơi non tại vì do nước ngập đó cô chú anh chị. Những cái đê bao mà mấy chú đắp đê là không nổi đó, thành ra cho nên là nó bị ngập. Cái này buổi sáng á. Buổi sáng á. Nếu cái này mà nước không ngập nó quan năm á. Dạ. Mùa tới tôi đào đó là cái nghệ nước ngập không là lấy khoảng cỡ 400-500 bao. À, 500 bao. Cái này dạ. Mình lấy lại được khoảng 200 bao không chú Mừng? À, gần 300 bao. À, gần 300 bao ha. Từ đây là đẳng luôn ha. Đây đẳng là có ít còn hơn. Còn mà còn sẵn nữa. Còn đổ bên kia nữa. Còn bên kia nữa đó ha. À, đổ bên kia nữa. Dạ thì đây là những cái nghệ mà để làm thuốc nè cô chú anh chị. Thì các chú là thấy tiếc cho nên là tiếc. Gom lại. Gom lại. À, nhưng mà có những cái củ nó cũng già nè chú Mừng. Dạ, cái đám này già. Dạ, có một số củ này nè. Nó già. Đỏ giờ ngon nè. Dạ. Có cái đám đang đi riêng đó. Dạ. Là nơi non. Dạ. Còn đám này nó già. Dạ. Nó dần ẻo chưa? Dạ, thì mấy chú lặn ở dưới nước nhổ lên nó hơi chú. Cái đầu gối nè. Dạ, nước ngang đầu gối. Thử rồi đâu, dỗ nhổ lên chứ. Đâu có len, đâu có cần len chét gì đâu không? Có cái len thử. Có cái len thử xeo nữa ha. Thử rồi nắm nhổ lên. Dạ dạ. Lấy chừng phân nửa à. Dạ. Nước gì rồi nó trôi nó tùm lum hết trơn à. Nước nó vô nó trôi ha. Dạ. Quả thật thì các chú rất là cực khổ nha.
nhưng tội nghiệp nhất là ông chú Nông Quay. Dạ, thì các anh em trong đội từ thiện bây giờ là không biết sao nữa, cũng thấy áy náy lắm rồi chú ơi. Dạ, chiếc xe. Tại vì mất chiếc xe của chú Năm. Dạ, cho nên là nó thấy mình thấy cũng áy náy, nhưng mà thấy cũng ngại với chú Năm. Mà tại... xe về tới hai mấy triệu lận chứ có rẻ đâu. Dạ, 37 triệu con mua. Dạ, thì bây giờ chú Năm đang ngồi nè cô chú anh chị, ngồi trên chiếc xe mình. Bây giờ có xe tính sao? Sao đi làm? Lấy xe xanh này đi làm á, xe xanh này đưa cho chú Năm đi làm từ thiện được không á? Xe xanh này không được nữa chứ, chị của xe của chú Năm nữa. Dạ. Bắt rồi thì thôi. Ngẫu ơi trời. Chiếc xe vợ mình đi chợ cô chú anh chị. Bây giờ chú Năm là mất cái giò rồi. Thì ở đây thì các cô chú anh chị đều ai cũng biết là chú Năm đã mất chiếc xe nghe chú cô chú anh chị, chứ không phải là cái tin giả hay là chuyện găng gì hết á. Cho nên là có công an lợi nữa. Thì hôm nay thì có công an nào nãy lỡ luôn. Dạ. Thì hôm nay sẵn dịp này ở luôn đó. Mình bắt xe mình đi kiếm con mang không kiếm mà nó đi kiếm mình. Rồi kiếm con này tôi đang chạy vô. Thằng vậy à? Mới đi lại chiếc xuồng là nó đây nó chạy rồi. Chạy vô đi nào hai thằng chạy vô. Người lắm này nó thằng cơ công an qua đây vô trong bên thị trấn mình trời nó. Dạ. Chiếc xe đó. Từ nhà tôi kiếm cho nó. Vô tới nhà ông rồi kiếm. Ừ, tới nhà ông á. Vậy ha. Dạ dạ. Dạ tôi nói hay, nói là sao công an tôi kiếm ông kìa. Dạ dạ. Ông làm gì mà công an kiếm ông dữ vậy đúng không? Kiếm bắt xe. Dạ. Thì hai anh em đi á thì chung á. Bắt đầu cũng nó công an nó hỏi thời điểm đó ông đi tới đó ông đậu là mấy giờ. Dạ. Từ đó ông đi di chuyển vô đám nghệ là lúc nó mấy giờ. Vậy đó. Dạ thì hôm nay á cô chú anh chị thì cũng được một ông anh là ở ở New York có gửi về cho cái đội từ thiện chú mừng một số tiền là 500 đô. 500 đô thì mình đổi được là 11.725.000 thì mình sẽ gỡ luôn cho chú Mừ là chẳng cái số tiền là 12 triệu luôn nha cô chú anh chị. Thì chú Mừ kiểm giùm con lại cái số tiền chú Mừ. Đây là 10 triệu, đây là 2 triệu là tổng cộng là 12 triệu của cái ông anh ở New York gỡ. Đâu dơ như đào tiêu. Rồi rồi. Đúng chưa? Rồi. Dạ thì đây là của cái anh ở New York ha. Thấy chú Mừ đắp đê với chú Năm đắp đê đồ cực cổ quá thì anh gửi về hỗ trợ tiếp tiền xăng, tiền dầu, tiền ăn uống, tiền đi lại của mấy anh em ha. Chú Mừ cảm ơn các anh ở New York đi chú Mừ. Dạ. Tôi xin đại diện cho tổ thuốc Nam bên trên này đại diện cảm ơn các anh ở New York thật biết ơn tài trợ cho được 500 đô đổi ra tiền này để làm chi phí trong cái cuộc nước lên chống lũ đó nghệ ngoại tiền ăn uống rồi dầu mỡ rồi mua cao su rồi mình làm trong cái, nhờ tiền này để mình đắp đê đó cho hoàn thành công việc của mình được cái ngày đó thì tôi rất không có nói gì hơn. Cầu ơn, còn mong mười phương chi Phật gia hộ độ cho những các nhà anh thường quân dồi dào sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Chứ không biết nói gì hơn. Dạ, con cũng cảm ơn chú Mừng ha. Dạ, thì hôm nay thì cũng có một chuyện đáng buồn của chú anh chị là chú Năm Quay. Ông đã, người là đồng đồng hành với chú Mừng, đã mất chiếc xe. Dạ thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị. Dạ, video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Yeah.